Một cái điều mà cho dù bất cứ ai trong vũ trụ này cũng không thể từ chối cãi được là ánh sáng của Tammy cũng như là trí tuệ của Tammy. Các bạn có biết cái đó là hai nhân tố chính của sự giác ngộ hay không? Ánh sáng và trí tuệ giải thoát. Thank you Universe. Hai cái đó là hai nhân tố chính của Niết Bàn, của sự giải thoát. Còn khi bạn bị dính trong cái cõi này, bạn sẽ có những cái sự tâm tối trong cái cõi này. Bạn sẽ còn bị làm chủ bởi những cái năng lượng bạn tỏa ra trong cõi này. Còn nếu bạn toàn sáng, bạn thông tuệ, trí tuệ và ánh sáng tuyệt đối, thì cái đó chính là bản chất của Niết Bàn giải thoát. Toàn sáng, toàn sáng, toàn năng, toàn giác là cái gì? Bây giờ mình nói về đề tài đó. Toàn năng, quyền lực của đấng cứu thế, có khả năng chuyển hóa, có khả năng chữa lành tất cả, có khả năng cứu độ tất cả với điều kiện phải thực hành nha. Có khả năng chuyển hóa, cứu độ và chữa lành tất cả thì là toàn năng. Toàn giác là gì? Dung thông các cõi, trí tuệ dung thông các cõi, chẳng những đủ sức khai thị cho con người mà còn cho đến phạm thiên luôn. Bao nhiêu người thấy được một người khai thị, một người nói pháp mà phạm thiên phải đó hả, lắng nghe. Bao nhiêu người thấy được cái sự thật đó. Gần đây có một bạn đó, khi mà Tammy cho bạn ấy thấy trong tiềm thức của bạn ấy đó, Tammy dùng lực Tammy nói là bạn ấy sẽ thấy được tiềm thức, bạn ấy thấy được các cõi. Tại do cũng tu nữa chứ còn không tu. Có một bạn ở đây nè, si hơi nhiều thì thấy chỉ cảm được năng lượng thôi, còn bạn kia nó thấy và nó được đến thiên đàng và được thấy Phật tổ. Thì bạn ấy tự thấy là trời ơi, cái con giống như hạt cát thôi, là cái vị mà toàn sáng ngồi ở giữa đó vậy. Và tất cả các vị mà chưa vị mà lớn á, các bạn có thể gọi là ngôn ngữ đạo Phật thì gọi là các đại Bồ Tát, rồi bên đạo Chúa thì gọi là các tổng lãnh thiên thần gì đó, là ngồi gần, càng giác thì càng ngồi gần. Nhưng mà cái vị ở giữa là toàn giác, toàn sáng mà khổng lồ lắm, khổng lồ lắm. Mà cái độ sáng đó, bạn này là nói bạn ấy như hạt cát ở rất là xa, nhưng mà đủ sức biết là cái vị này chỉ cần giơ một cái tay thôi là phúc lành cho tam giới. Bạn ấy thấy được là những thiên thần ở đó họ đang chơi những cái âm nhạc của thiên đàng để mà ca ngợi vị ấy như thế nào. Và bạn ấy kể lại đó là cái âm nhạc ở đó nó hoàn toàn khác của thế giới này. Nó không có sự lặp lại, nhưng mà nó phúc lành, mà ở đó không có một phút giây sát na nào mà nó là tiêu cực cả. Nó không có một cái sát na nào mà nó bất an cả. Và năng lượng nó hoàn toàn khác như tất cả những gì mà bạn ấy biết trước đó. Và những người mà ở thiên đàng đó bắt đầu cho bạn ấy vào để mà được ở trong cái nguồn năng lượng đó, để mà cho bạn ấy thấy được thiên đàng là gì, và rồi để bạn ấy trở về mà tu tập. Khác lắm. Và ở vị trí ở thiên đàng đó họ không có nói chuyện giống như mình ở đây đâu. Người nào mà được vào thiên đàng rồi, một cái là chỉ cần ước nguyện được gặp, một cái là được gặp. Tại một vị giác ngộ họ vốn dư sức để phân thân muôn và bá ức hóa thân để cứu chúng sinh mà. Trong khắp các cõi đó người ta mới cầu nguyện. Khi bạn hướng đến một đấng giác ngộ là bạn đang kết nối với vị đó. Nếu bạn đủ đức tin, bạn cầu nguyện thử, bạn sẽ được gia hộ, bạn sẽ được chuyển. Là bạn đang hướng vào một cái năng lượng nào đó, là bạn đang kết nối đó. Do đó đức tin cũng cứu rỗi con người nữa. Mà Tammy sẽ chia sẻ một cái video mà sau cái pháp thoại của Tammy các bạn có thể coi. Các bạn sẽ thấy được sức mạnh của đức tin mà chỉ có cái nhóm này á. Tammy coi á, Tammy thấy là do cái đức tin của họ đó mà họ có cái ánh sáng trong luân xa tim của họ, và họ kết nối với nhau và nó rất là mạnh. Họ có tự có ánh sáng luôn, do đức tin thôi á. Khủng khiếp lắm. Và mình nhìn cái cách một người hướng tới Thượng Đế, cái cách họ khóc thôi, cái mặt của họ hướng đến Thượng Đế thôi, là mình thấy được cả một câu chuyện họ đã được cứu rỗi như thế nào. Và trong đây là bạn đếm không hết số người luôn. Tàn tự nhiên vậy. Khủng khiếp lắm. Con người đã thấy được sự mầu nhiệm của Thượng Đế từ muôn vạn kiếp rồi, từ ngàn xưa rồi. Không phải là đề tài nói chơi được đâu. Bạn có đủ đức tin, bạn có đủ đức hạnh, bạn có đủ chánh kiến, bạn tin vào đúng một bậc giác ngộ, một bạn tin đúng vào Thượng Đế tối cao thử, bạn sẽ thấy phước lành mở cửa, bạn sẽ được chuyển hóa, được cứu vớt tại Thượng Đế luôn, để cái tay được luôn muốn gia hộ cho chúng sinh. Nhưng mà tại vì chúng sinh họ không có sống ở cái vị trí đó, họ sống sai quy luật của vũ trụ, họ không có đức tin. Tàn cái universe.